Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nghe Nhìn Audio. Hiện tại thì mình đang đứng tại phòng nghe của anh Duy Audio. Và đứng cạnh mình đây là anh Tâm, đại diện cho anh Duy Audio. Và xin chào anh Tâm. Chào bạn. Dạ vâng. Đầu tiên thì anh có thể giúp em giới thiệu qua những cái thiết bị trong cái hệ thống vương ép mà anh Duy Audio đang trình diễn tại High End Show Hà Nội năm 2022 này không ạ? Dạ. Thì về cái phối ghép năm nay đó thì chúng tôi đang sử dụng là chúng ta sử dụng tối đa vấn đề nhạc số. Là sử dụng tối đa vấn đề nhạc số trong vấn đề trình diễn. Và cái là cái ở đây nhạc số đó chúng tôi cũng muốn trình diễn cho khán giả thấy rằng cái giữa những cái file nhạc số nhưng mà cái là cái cách trình diễn, cái nguồn phát là nhạc số nhưng mà cách trình diễn thì rất analog. Là vâng, thì đó là về cái trình diễn thì chúng tôi sử dụng là cái X50 Pro của Cocktail và dùng cái DAC là cái Aquarius của Musician, và âm ly là chúng tôi vẫn dùng cái âm ly Acoustic E800 và tại vì âm ly Class A. Và cặp loa mà chúng tôi trình diễn năm nay là tức là cặp file audio và cặp tên của cặp loa nó là F704. Vâng, anh có thể nói sơ qua cho em một chút về cái điểm mạnh của cặp loa này nào. Yeah. Với cặp loa 704 đó thì trong buổi trình diễn vừa rồi, buổi sáng nay thì chúng tôi trình diễn là gần như là chúng tôi đánh tất cả các thể loại nhạc. Dạ, và đây là một trong những cái thế mạnh của cặp loa, kể cả những cái dòng nhạc pop có những tốc độ rất là cao và cường độ rất là lớn và cặp loa kiểm soát rất là tốt. Và tôi nghĩ rằng cặp loa 704 trong tương lai sẽ là trong những cặp loa mà rất là nhiều người yêu thích. Vì lý do là gì? Lý do là nó đánh được cái nhiều thể loại nhạc. Dạ. Cái khả năng phối ghép giữa cặp loa và hệ thống phối ghép của Acoustic thì anh đánh giá như thế nào? Thực sự ra thì mỗi một cái phối ghép nó đều có những cái sắc thái riêng. Nhưng mà riêng với Acoustic thì với lại file audio thì mình nghĩ rằng cái điểm tương đồng nó khá là lớn. Tại vì cái chất âm của file audio và cái chất âm thường thì mỗi hãng người ta đều có cái chất âm riêng. Thì riêng với Acoustic và file audio đó thì cái chất âm nó gần đồng với nhau. Cho nên là cái vấn đề phối ghép của chúng tôi cũng gặp rất là nhiều thuận lợi. Cuối cùng thì anh có thể chia sẻ một chút về cái tổng giá trị và để đầu tư bao nhiêu để có một cái hệ thống phối ghép nó như thế này. Tất cả các coi như là chúng tôi đang xài là nguyên hệ thống dây của Xin, hệ thống nguồn của Xin, còn dây thì chúng tôi đang xài của hãng High Diamond của Ý. Thì tổng giá trị của cả bộ dàn tất đặt đó là chúng tôi là 895 triệu. Dạ, cho tổng bộ dàn. Đây là cái bộ phối ghép của chúng tôi đang trình diễn cho năm 2022. Về loa thì chúng tôi đang xài là file audio. Dạ, và đồ đánh thì đang xài là cái âm ly Acoustic E800. Và cái nguồn phát chúng tôi vẫn sử dụng nhạc số. Và cũng như nãy tôi nói ban đầu, tức là chúng tôi muốn sử dụng file nhạc số nhưng mà cách trình diễn của bộ dàn thì thuần analog. Người nghe sẽ cảm thấy là nó rất analog. Dạ, và cái nguồn chúng tôi đang xài là cái Gateway 3. Thì với cái nguồn Gateway 3 này nó ngoài cái ổ cắm ra, nó chức năng của nó còn là một trong những cái ổ lọc nguồn. Dạ, cho nên là tính ổn định của điện đi qua nó là rất là tốt. Và toàn bộ hệ thống dây từ dây loa, dây nguồn, dây tín hiệu và dây digital, dây là chúng tôi đều sử dụng của High Diamond. Thì đó là tổng cái phối ghép của chúng tôi. Như vậy em đánh giá đây cũng là một cái hệ thống phối ghép khá là dễ dàng để có thể đầu tư được. Dạ. Và có một chất âm cũng rất là tốt. Dạ. Vâng, cuối cùng thì xin cảm ơn anh Tâm đã với những chia sẻ của mình. Dạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn.